Băng đây quý anh chị ơi, chào mừng quý anh chị cũng như là tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên An Bất Động Sản nha. Thì giờ hiện tại thì em Băng đang có mặt tại cái vị trí cách trung tâm thành phố Nha Trang là 4 km. Thì cụ thể là em đang ở đang có mặt tại thôn Phước Tân, xã Phước Đồng thuộc thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Và cái đường em đứng đây là con đường Trần Sâm thuộc trung tâm thành phố Nha Trang. Nó sẽ kết nối ở phía bên kia sẽ là kết nối với con đường tỉnh lộ 3. Đó, con đường tỉnh lộ 3 ngay trung tâm của xã Phước Đồng luôn. Đó, trên cái đường này thì sẽ có cái trường trung cấp nghề nè, trường dạy lái xe quý anh chị. Đó, và cái đường này mình sẽ đi thêm khoảng 30 m, đó là sẽ có cái ngã ba, mình sẽ giao cái đường Đỗ Xuân Hợp nha. Thì cái hướng tay phải lên là mình sẽ lên khu du lịch Hồ Kinh Hạ, và phía trên kia mình sẽ lên cái khu du lịch, đó là khu du lịch Tâm Trấn rất là nổi tiếng tại xã Phước Đồng luôn. Thì cái vị trí này mình nếu mình đi ra biển trung tâm Trần Phú Nha Trang á, thì mình đi khoảng 6 km nha quý anh chị. Đó. Và ở đây đang có một cái căn nhà vườn rất là đẹp, diện tích lên tới 331,4 m² đang được rao bán. Thì chủ có nhờ em tới em quay video, thì hôm nay em tới em quay video để giới thiệu đến cho quý anh chị mình tổng quan về cái căn nhà vườn đó luôn. Bởi vì giá bán đang rất là tốt cho nên rất là thích hợp cho những cái quý cô chú anh chị mình đang tìm một cái vị trí đất thuộc thành phố Nha Trang để ở nghỉ dưỡng, định cư lâu dài, tìm một nơi yên tĩnh mát mẻ, không khí trong lành để mình có thể là an dưỡng tuổi già, mình nghỉ hưu, mình về đây mình ở. Hoặc là quý cô chú anh chị mình đang có một khoản tiền nhàn rỗi mình muốn đầu tư, thì đây cũng rất là một cái sự lựa chọn cực kỳ phù hợp cho quý anh chị luôn. Và để quý anh chị mình không chờ đợi lâu nữa thì em Ăn sẽ quay tổng quan cái lô đất vườn đó cho quý anh chị mình cùng xem nha. Đó thì em quay sơ sơ đây, đây là đường Trần Sâm là quý anh chị. Thì cái hướng đất của mình sẽ là hướng đông nam nha quý anh chị, cho nên rất là mát. Bây giờ em quay là quay buổi sáng nè. Bây giờ em quay là vào khoảng 10 giờ. Đó. Thì chỗ này sẽ giao cái đường là đường Đỗ Xuân Hợp nha. Thì cái hướng lên kia sẽ là khu du lịch Hồ Kinh Hạ. Thấy quý anh chị thấy cái bảng kia không? Em đi bộ tới quay cho quý anh chị xem nè. Đó, thì mình tới từ chỗ này nó sẽ cách cái khu du lịch Hồ Kinh Hạ là khoảng 500 m nha quý anh chị. Đó, chỗ kia có cái bảng, quý vị thấy cái bảng màu xanh xanh kia không? Đó là khu du lịch Hồ Kinh Hạ. Còn cái hướng đi lên đây á, là mình sẽ lên khu du lịch Tâm Trấn. Thì chỗ này gần tới hai khu du lịch rất là nổi tiếng luôn. Và đây là con đường Trần Sâm nha quý anh chị. Đó, thì đây là con đường Trần Sâm này. Đó, đi hết đường này là mình sẽ giao với đường tỉnh lộ 3. Thì mình đi ra tỉnh lộ 3 là khoảng 500 m thôi nha. Thì từ vị trí này á, cũng rất là gần chợ nha. Từ đây mình đi ra chợ thì đầu tiên mình sẽ ra tới đường tỉnh lộ 3, nếu mình vừa ra xong mình đi theo hướng tay phải là mình sẽ ra tới Ủy ban Nhân dân xã là khoảng 300 m nữa thôi. Đó, thì vị trí này mình cách khoảng 800 m là mình sẽ tới Ủy ban Nhân dân xã nè, trạm y tế xã nè, chợ là chợ Phước Đồng nè quý anh chị. Đó, cái chợ cực kỳ nổi tiếng tại khu vực Phước Đồng luôn nha. Đó, chỗ này cũng sắc là gần trường. Đó, cái hướng tỉnh lộ 3 mình đi trái lên là mình sẽ gặp trường là trường trung học cơ sở Lam Sơn nè. Phía dưới ngay chỗ ủy ban thì sẽ có trường là cũng là trường trung học cơ sở Lam Sơn, ở dưới kia là sẽ là trường tiểu học Lam Sơn. Đó, và trường mầm non cấp 1, cấp 2 cũng công bán kính 500 m đổ lại thôi nha quý anh chị. Thì cái căn nhà vườn kèm với nhà vườn em muốn giới thiệu cho quý anh chị sẽ là cái căn nhà này nha. Thì tổng diện tích là 331,4 m² nha quý anh chị. Thì miếng đất này sẽ có 27,9 là mét là đất thuộc quy hoạch mở rộng đường nha quý anh chị. Thì cái đường này nè hiện tại là rộng khoảng 10 m và tương lai sẽ được quy hoạch mở rộng là 13 m. Thì quý anh chị biết đó, khi mà một con đường mà được mở rộng, được làm lại đường á, thì giá đất bất động sản xung quanh sẽ tăng giá cực kỳ cao, đặc biệt là những miếng đất mặt tiền đường nha. Thì cái miếng đất của mình sẽ là miếng này nha. Đó, đang trên đất đang trồng một số cây ăn trái như là cây mít nè, cây dừa nè, đó đều đã ra trái và đã thu hoạch xong quý anh chị. Đó, đường này ô tô chạy thoải mái quý anh chị thấy không? Đó, chiếc ô tô xe con chạy mà chỉ còn chiếm một phần đường chút xíu thôi. Đây, gia chủ đã được đã xây cái tường rào rất là chắc chắn và kiên cố nha quý anh chị. Đây mục đích xây ở thôi, nhưng do mà giờ cần tiền cho nên bây giờ mà nhờ muốn bán lại để tìm một cái chỗ nhỏ hơn để ở. Đó, cho nên bây giờ em quay giới thiệu quý anh chị luôn. Đó, trên thổ nhưỡng đất ở đây thì rất là tốt rồi, quý anh chị nhìn thấy không, trồng cây ăn trái mà ra trái rất là cây, rất là mọc, rất là xanh tươi. Xung quanh chỗ này là hàng xóm họ có nhờ họ trồng một số cây rau rồi quý anh chị, rau.
Đó, cái mặt trước là ngang là 7,79m nha quý chị, gần 8m, ngang 7,9m. À, phía sau á là nữa hậu 9,3m nha. Đó thì cái sân này là mình có thể để đậu ô tô thoải mái nha. Nếu quý chị có xe 7 chỗ thì mình có thể sửa lại cái sân là mình sẽ đậu được chiếc xe 7 chỗ nha. Đó. Đây là cái sân vườn. Đó, đầu tiên là mình sẽ nhìn thấy là có một cái cây xoài, cây dừa nè, cây dừa rất là ok nè, cây dừa này có trái nè quý anh chị. Đó, chỗ kia có một cái buồng dừa kìa. Em quay cho quý anh chị xem cái buồng dừa nha. Đó. 4-5 trái rồi. Ở trên kia cũng có mấy cái buồng nữa mà như là chủ tới hái bớt rồi đó. Chứ bình thường em tới là có rất nhiều trái cây ra trái luôn. Đó, bên đây thì sẽ có cây mít nữa nè. Hôm bữa là có hai trái chín nhưng mà chủ mới hái mất. Đó, trên kia đang có một trái, hình như cái trái cũng sắp chín rồi. Chắc sau cái bữa hôm nay là tụi em sẽ hái trái đó về ăn. Đó, có sẵn cái than luôn. Đây là hôm bữa là em có quay một cái video nhưng mà lúc nó chưa dọn. Đó, hôm nay là tụi em mới dọn xong. Đó, nên là cây có rất nhiều cây nè. Có mấy cây mít luôn. Chủ nhà mình là hình như là rất là thích ăn mít hay sao, nhà trồng toàn mít không à. Mít với dừa. Ở bên kia có cây chuối nhỏ nữa nè. Còn sân này sân bê tông để chạy xe vào. Thì quý anh chị có thể cải tạo để mà làm cái sân để có thể để ô tô vô trong kia, hoặc là quý anh chị để ô tô ngoài đây cũng được. Đó, chỗ này hình như có cây bưởi hay sao á. Đúng rồi, quý anh chị xem đây thấy cây bưởi không? Em nghĩ chắc là cây bưởi hoặc cây cam gì đó. Có. Sân vườn khá là rộng, quý anh chị có thể về mình bài trí lại để mình có thể trồng thêm một số cây ăn trái khác, hoặc là quý anh chị có thể trồng thêm rau. À, giống như cái phía trước nhà đó, có cái cô chủ nhà bên cạnh có trồng mớ rau chỗ đó. Đó. Trồng mà mình ăn rau của mình trồng thì chắc chắn là sẽ sạch hơn là nếu quý anh chị mua ở ngoài. Đó. Ở ngoài thì hóa chất nhiều, cho mình mà tự trồng thì rất là ok luôn, rất là sạch. Đó, đất mình là phun thổ cư cho quý anh chị, cho nên là mình mua về mình có thể xây nguyên cái biệt thự vườn luôn. Đó, hoặc là quý anh chị có thể sửa sang cái nhà kia lại là mình ở được rồi. Nhà vườn nghỉ dưỡng thì không cần mình phải xây quá cao đúng không? Đó. Chỗ này chủ có trồng một số cây lá lốt nè. Cây lá lốt là để quấn với thịt bò ha, nướng. Đó. Chỗ này có trồng một số cây chuối nè. Còn đây là mấy cây mít nhỏ chưa ra trái, có cây mít kịch chưa ra trái luôn. Đó, đây là cái sân phía trước, thì sân này thì để xe máy nè. Cái sân này mình để chắc cũng phải được hơn 10 chiếc xe máy á. Đó, sân vườn khá là rộng nha quý anh chị. Để em đổi cam góc rộng em quay cái sân vườn thêm lần nữa cho quý anh chị xem nha. Đây, em đổi góc rộng rồi. Sân vườn cực kỳ rộng luôn. Cây xoài này thì chắc là trái này nhưng chưa tới mùa. Hoặc là đã qua mùa thu ra trái rồi. Bây giờ đúng rồi, bây giờ qua mùa xoài. Đó, sân vườn cực kỳ rộng luôn. Còn đây là cái nhà nha quý anh chị. Đó thì em ở nhà cấp 4 thôi nhưng mà em thấy là công năng sử dụng cũng rất là đầy đủ nha. Ở phía trước là gia chủ có làm cái mái che nè. Đó, sắt. Mấy cái trụ sắt là kiên cố, phía trên là tôn. Đó. Chỗ này là buổi sáng quý anh chị có thể để bàn ghế để uống cà phê, buổi chiều cũng càng mát nữa, bây giờ hướng đông nam cho nên là mình không có bị nắng buổi chiều nha. Đây là phía trước nhà mình. Đó thì mình sẽ có một cái hiên nhà này. Hiên nhà. Bên kia là có ba phòng ngủ liền kề nhau. À, mình sẽ có làm một cái hiên phía trước, đó là để mình ngồi tiếp khách, hoặc là phía trong mình có một cái phòng khách nữa. À, phía đối rồi xong tới là một cái nhà vệ sinh. À, tới một cái bếp chứ. Phòng khách, phòng bếp rồi tới nhà vệ sinh nha quý anh chị. Thì nhà mình sẽ có 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Thì em thấy cũng công năng sử dụng cũng tương đối là đầy đủ rồi. Đó, mình về mình có thể xây sửa thêm nha. Đó. Giờ em quay vô trong nè quý anh chị xem nè. Đó thì bước vô trong là đầu tiên là mình sẽ thấy là gia chủ họ sử dụng cái cửa là bằng gỗ. Bằng gỗ thì em thấy rất là vừa đẹp là vừa là rất là chắc chắn nữa. Bên hiên bên cạnh nhà cũng có cái cửa gỗ này, cho nên nhà này rất là an ninh nha quý anh chị, rất là an ninh. Đó, xe nhà xây dựng dạng cấp 4 bình thường thôi nhưng em thấy cũng rất là ok. Có sẵn ba bức tranh
Phía trần nhà cũng rất là đẹp này, có đèn chùm này, đèn led này. Đó. Thấy ok không quý chị cho em đó. Em thích, em rất là thích cái mẫu nhà đơn giản như thế này. Đó thì phía dưới sẽ là không gian bếp dành cho chị em nha. Đó thì mình sẽ có cái tủ ở phía trên nè. Số tủ ở dưới đều là bằng gỗ hết nha quý chị. Rất là rộng luôn. Đó, cửa gỗ rất là rộng, có cái bếp ga nữa. Đó. Để em quay cái kèm trước, kèm chính cho nét nha. Đầy đủ tiện nghi cho quý cô các chị thích nấu nướng này, đầy đủ tiện nghi, nước cũng đầy đủ. Đó. Chỗ này quý anh chị có thể mình mua thêm cái bàn bàn ăn á, mình đậu đây, mình để đây. Đó thì em thấy rất là ok luôn. Bây giờ sẽ là chỗ này sẽ có chỗ này có thể giặt đồ này. Đây là nhà vệ sinh nha quý anh chị. Thì nhà vệ sinh em thấy cũng rất là rộng nè, rộng lắm, quý anh chị về sửa lại thôi. Đó, chủ bán đất tặng nhà mà cho nên em quay sơ cái nhà cho quý anh chị xem. Đó bây giờ thì bên đây sẽ là ba cái phòng ngủ nha. Thì em quay trước cái phòng này là sẽ là cái phòng ngủ thứ nhất nè. Chung mà lâu rồi cho nên là nhà phòng rộng thôi chứ mà đẹp thì cũng em thấy cũng bình thường thôi. Đó quý anh chị mua về mình sơn sửa lại thôi. Cửa này cửa nhôm kính. Đó quý anh chị có thể sửa là mình thèm cái bộ như cửa khác. Đó đây là cái phòng ngủ thứ hai nha. Để mà em đổi cam góc rộng hơn xíu nè. Rồi. Đây sẽ là phòng ngủ thứ ba nè quý chị. Phòng ngủ thứ ba là có sẵn cái giường luôn. Có cái tủ nữa này. Rồi. Bây giờ em sẽ ra ngoài. Đây là có cửa gỗ nè quý anh chị. Ồ, có camera nè quý anh chị, có camera giám sát luôn á. Quý anh chị ở đây rồi thôi chứ được tặng bộ camera giám sát nữa. Để em tắt bớt đèn nè, trả lại cho chủ. Ờ, hôm nay không có bật đèn, em tắt bớt đèn. Thì căn nhà này gia chủ đang mong muốn bán với giá là 21 triệu một mét vuông nha quý anh chị. Full thổ cư, xây dựng tự do, sở hữu lâu dài. Quý anh chị cứ về có thể xây sơn rửa lại nha. Đây là một lô đất full thổ cư, mặt tiền đường quy hoạch 13 mét, hiện trạng là bằng bê tông, rộng 90 mét. Thì đây là có đường, đây là đường chính của xã Phước Đồng nha quý anh chị, trung tâm của xã Phước Đồng luôn. Thì nếu như quý chị quan tâm thì kết nối Zalo với em nha. Số điện thoại Zalo của em là 0353 687 732. Thì quý anh chị kết nối với em thì em sẽ gửi cho quý anh chị thông tin sổ sách của cái căn nhà này cho quý anh chị tham khảo nha. Đó, quý anh chị thấy hay nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và nhấn theo nút chuông thông báo nữa nha, để có thể nhận được những cái video mới nhất từ kênh YouTube của em nha quý anh chị. Bây giờ em sẽ chạy xe từ cái vị trí này, em chạy ra cái trung tâm xã, em quay mấy cái tiện ích dân sinh xung quanh cho quý anh chị xem nha. Giờ quý anh chị theo chân em. Em sẽ quay ra đường cho quý chị xem nha. Từ cái vị trí đất đó, ra tới đường chính này thì em sẽ quay cái con đường cho quý chị xem. Đường này đường Trần Sâm nè. Thì đường này em từng quay mấy cái video rồi nhưng mà em cũng thích quay lại lần nữa. Đường lớn, xe đi lại cũng tương đối nhiều, cho nên là còn người ta kinh doanh buôn bán rất là nhiều quý chị. Mặt đường này là đường trung tâm xã, cho nên giá đất cũng dao động từ 25 triệu đô la một mét. Đi thêm khoảng 200 mét nữa là mình sẽ giao với đường là tỉnh lộ 3. Tỉnh lộ 3. Này có nhà ta xây đẹp. Khu này cũng khá yên tĩnh cho nên là cũng phù hợp cho quý anh chị cô chú để mình ở, mình là định cư lâu dài, mình nghỉ dưỡng này. Khu vực này thì quý anh chị thấy trồng cây cối rất là nhiều cho nên là không khí đẹp, là trong lành. Chứ ở ngoài thành phố cây cối ít cho nên là nếu mình ở ngoài đó thì kinh doanh thì được thôi, chứ mà mình ở nghỉ dưỡng thì cũng không có thích hợp. Mà ở đây thì không khí rất là trong lành. Chỗ này là thuộc cái trung tâm xã của quý chị cho nên là tiện ích dân sinh là không có thiếu gì hết nha. Bên ngoài là gần chợ, gần trường. Chứ
cái đường này thường tính là ba đúng không chị? Là mình hướng tay trái là mình sẽ đi hơn khoảng 500m là mình sẽ gặp cái trường mầm non, trường tiểu học. Còn bây giờ mình sẽ đi đến cái này á, mình sẽ đi lên ủy ban. Chỗ này là trạm y tế đó quý anh chị. Đây trạm y tế xã Phước Đông nha. Hai bên đường là kinh doanh buôn bán cũng nhiều. Quán cà phê, quán nhậu, quán ăn. Đây sẽ là xuống chợ Phước Đông nha. Khi người ta kinh doanh là rất nhiều quán nhậu quán ăn. Đây sẽ là chợ Phước Đông nha quý chị. Đây là buổi trưa nè, đây là chợ cũng tan bớt. Bên trong là chợ nha, đây là ngoài đó. Chợ này rất là rộng, bên trong, ngoài bên ngoài thôi. Cái là tụi em sẽ về lại thành phố Nha Trang. Từ đây mình về lại thành phố mình đi cũng 3,5 km thôi nha. Mà ra biển thì mình đi khoảng 5,5 km. Chỗ này có điện máy xanh nè, thế giới di động đầy đủ nha. Kia có tiệm cắt tóc nữa, đại lý gạo nữa. À, đặc biệt là đi đường này mình đi khoảng 4 km sẽ là gặp cái khu gì rất là nổi tiếng, khu resort, khu du lịch đó là Diamond Bay nha. À, bây giờ tụi em kết thúc video tại đây nha quý chị. Thấy hay nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ em nha. Và nhấn theo nút chuông thông báo lên nha quý chị, để thể nhận được những cái video mới nhất từ kênh YouTube của em nha. Cảm ơn quý anh chị nha, và hẹn gặp lại quý chị mình vào những video tiếp theo của em ạ.